Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày mùng 10 tháng 9 năm 2019. Và bây giờ thì cũng hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì cho mình gửi lời chào tất cả các bạn đang đăng ký kênh YouTube của mình và đang theo dõi video của mình nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Sản phẩm buổi tối ngày hôm nay mình thanh lý cho các bạn ngày hôm nay là chiếc Samsung A6 2018. Con này máy màu xanh các bạn nhé. Đây, hình thức rất là đẹp các bạn, máy màu xanh. Máy màu xanh, hôm nay mình vừa về con này xong. Máy màu xanh hình thức rất đẹp các bạn nhé. Vân tay này, camera các bạn nhìn chưa. Hình thức con này phải đẹp 97% các bạn nhé. Samsung A6 2018 này nhé. Con này sản phẩm Samsung A6 2018 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.400.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A6 2018 đấy nhé, các bạn nên tay hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Số điện thoại mình thì có hai số là 0966221789 và số thứ hai là 0833221789 nhé. Này, các bạn gọi số 1 không được thì các bạn thể liên hệ số 2 giúp mình nhé. Này, máy nhìn nhé. Và cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé, nên là các bạn dùng cứ yên tâm nhé. Máy sản phẩm Samsung A6 rất là ok, dùng rất là thích phê các bạn nhé. Và hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi thì các bạn có thể là chọn hình thức là chuyển khoản trước. Và thứ hai, bạn nào chưa tin tưởng bên mình ấy, thì các bạn có thể chọn hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán thì các bạn phải cọc phí ship trước giúp mình nhé. 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và tất cả địa chỉ ấy, thông tin cửa hàng nhà mình thì mình sẽ comment dưới phần mô tả của video. Ví dụ trường hợp các bạn mà mua sản phẩm bên mình ấy, mà có trường hợp có sản phẩm có bị lỗi thì các bạn có thể là gửi theo địa chỉ ở bên dưới của mình. Các bạn ghi rõ tình trạng máy hay là tất cả các vấn đề của máy, các bạn có thể là gửi về cửa hàng nhà mình nhé. Thì mình sẽ kiểm tra và bảo hành cho các bạn thời gian sớm nhất nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm về chế độ bảo hành bên mình nhé, không phải lo ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo F9 nhé. F9 hôm nay vừa về con này xong nhé. Hình thức con này máy màu xanh tím nhé, cũng đã đẹp 97% các bạn nhé. Đây. Nói chung là các bạn nào đã sử dụng F9 thì rất là ok nhé. Sản phẩm Oppo F9 ấy, cũng khá thành công của Oppo nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng ạ. Và cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB nhé. Các bạn nào thích sản phẩm Oppo F9 này nhé thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Mình sẽ lau cái cam để cho nó nét hơn. Bụi, đầm hôn bụi nhé. Này, và các bạn nhìn cấu hình thông tin số đấy. Để biết giá chi tiết con này có thể liên hệ cho mình là một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Và thường thì bên mình là hai chốt đơn vào phát vào buổi tối và chốt đơn vào buổi sáng. Thì buổi trưa mình sẽ ship cho các bạn, có bạn nào mà chốt buổi chiều và buổi tối thì hôm sau mình ship các bạn nhé. Nhưng mà mình khuyên các bạn là các bạn chốt đơn vào buổi sáng giúp mình nhé. Thì buổi sáng thì mình sẽ chốt đơn hầu như là cũng hết cho khách rồi nhé các bạn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A33. A33 thì hôm nay mình vừa về một con này nhé. Này, Oppo A33 này. Hình thức con này khoảng độ cũng còn khoảng độ hình thức con này khoảng độ cũng phải đến 85%. Và sản phẩm Oppo A33 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 900k các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A33 này nhé thì các bạn nên đặt hàng cho mình là sớm nhất. Máy màu trắng, như hình thức còn khoảng độ 85%. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A33 thì các bạn nên đặt hàng cho mình sớm nhất nhé. Đấy, các bạn làm một con máy phụ nghe gọi là tặng bố mẹ ông bà một con máy rẻ tiền cũng rất là ok nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn chiếc con này là chiếc Meizu 6 này. Con này Meizu 6 hôm nay mình vừa mới lượm lại của khách ngày hôm nay xong đấy. Đây, Meizu M6 các bạn nhé. Con này là Meizu M6 nhé. Đây, máy màu xanh rất là đẹp nhé. Bạn nào thích sản phẩm Meizu M6 này các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 900k các bạn nhé.
Bạn nào thích sản phẩm Meizu M6 này nhá. Con này thì có một cái nút home đấy, một vân tay này đấy. Nút home này có cả vân tay các bạn nhé. Thì các bạn nên đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 900k các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Meizu M6 các bạn nhanh đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Meizu M6 các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A1K. A1K thì cấu hình con này là RAM 4GB. À con này là RAM, sorry các bạn, con này RAM 3GB, à RAM 2GB. Bộ nhớ là 32GB nhá. Và sản phẩm Oppo A1K này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu 200k nhá. Máy hình thức con này là 98% các bạn nhé. Hôm nay vừa về con này xong nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K này nhé, các bạn nên đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Đây. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Winlove nhé. Winlove thì hôm nay mình vừa mới thâu lại có khách con này xong. Đây, con này là con Winlove này. Winlove, đấy, con này là hai camera có trang bị vân tay này. Bên tay này. Đấy, màn hình thì con này là 6 inch nhé. Màn hình con này là 6 inch các bạn nhé. Đấy. 6 inch nói chung là các bạn nào mà mắt cao tuổi kém thì các bạn có thể là sản phẩm 6 inch rất là ok nhé. Đấy. Đấy. Wi-Fi. Màn hình 6 inch. Và sản phẩm Winlove này hình thức rất đẹp nhé. Máy màu gold nhé. Hình thức con này phải đến 98% nhé. Máy màu gold bóng rất đẹp ạ. Mình sẽ tặng kèm cho các bạn một cái ốp đấy nhé. Và sản phẩm Winlove này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu 200k các bạn nhé. Đây, rất giá. Bên mình thì thường thường hay bán điện thoại là bình dân cho các bạn, nên là các bạn cứ yên tâm. Những sản phẩm bình dân cho dân lao động rất là ok nhé. Bạn nào thích sản phẩm Winlove này nhá thì các bạn nên đặt hàng mình là sớm nhất nhá. Màn hình rất to rất đẹp nhá, rất là sắc nét ạ. Đây máy màu gold rất đẹp ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Sony EZ. EZ thì nhà mình hôm nay nhà mình còn một chiếc màu đen này các bạn nhé. Và sản phẩm Sony EZ hình thức con này đẹp 98%. Cấu hình con này là RAM RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony XZ này nhé thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình sớm nhất nhé. Nói chung là các bạn nào đã sản phẩm Sony thì cũng có cái ấy, Sony hay lắm, nhanh lắm. Tất cả cái đa nhiệm này cực kỳ là nhanh các bạn. Dùng là khá ok nhé. Nói chung là dành cho bạn đam mê Sony nhé. Rất là tuyệt vời nha. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Sony Xperia. Sony Xperia thì nhà mình đang còn hai chiếc nhé, một chiếc màu đen và một chiếc màu gold. Và sản phẩm Sony Xperia thì bên mình đã thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng. Nói chung là giá sản phẩm Sony Xperia bên mình thì các bạn cứ yên tâm nhé, rất là ok nhé, nên là các bạn không khỏi phải lo ạ. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì các bạn nên đặt hàng cho mình là sớm nhất, nhà mình còn màu đen nhá và một màu gold nhá. Máy rất là đẹp các bạn ạ. Hình thức 98.9% các bạn nhá, hơn 1 triệu thôi. Nói chung điện thoại bây giờ cực kỳ là rẻ rồi. Các bạn có thể là mua lựa chọn cho ông bà bố mẹ hoặc là các bạn dùng vào cho người thân nhá, rất là thoải mái nhá. Bên mình thì có ship 3 miền nên là các bạn ở xa thì cứ yên tâm không phải lo về chế độ ship nhá. Kể cả chế độ bảo hành cũng rất ok nhá. Nói chung là máy cũng bán rất nhiều, nói chung là máy lỗi cũng có, không phải là không có. Nhưng mà mình cũng bảo hành cho khách lúc nào cũng rất là ok nhé. Rất là thuận lòng ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc ba chiếc Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì nhà mình có hai chiếc này, một chiếc màu đen này, một chiếc màu gold này và một chiếc màu xanh ngọc. Và sản phẩm Samsung Z7 Pro ấy thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng. Cấu hình của Samsung Z7 Pro, cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro này nhé, các bạn nên đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Đây con này là bản Hàn, đã 2 SIM nhé. Đây bản Hàn, và con này là bản của công ty Việt Nam nhé. Con này là bản của Việt Nam nhé.
Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro nhé, các bạn nên cửa hàng mình là sớm nhất nhé. Nói chung là ở các clip thì mình chỉ nói được có qua các sản phẩm thôi. Còn các bạn nào muốn xem video đánh giá chi tiết ấy, thì các bạn có thể lên Google, YouTube hoặc Google. Các bạn xem video người ta làm review chi tiết về điện thoại thì nó dễ. Vì mình giới thiệu, mình chỉ bán hàng, mình chỉ sơ sơ qua qua thôi, cấu hình cho các bạn thôi. Có khi nhiều khi mình còn quên ấy, chứ không mình không nhớ đâu. Tại vì thì tiện thể ở clip này thì mình cũng nhắc lại các bạn luôn là mình tính mình hay bị quên. Thì các bạn nào đã đặt hàng bên mình rồi mà mình chưa ship hàng ấy, hay như thế nào thì các bạn có thể gọi lại giúp mình nhé. Qua hai số điện thoại nhé, thì nhà mình đã cho các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z5 Pro. Z5 Pro thì con này thì mình đã lên sẵn hai sim rồi các bạn nhé. Hình thức là máy đẹp 98-99%. Và sản phẩm Samsung Z5 Pro này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.100.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro thì các bạn nên thay hàng mình là sớm nhất nhé. Rất là đẹp. Con này cũng là bản Hàn nhưng mà mình đã lên là hai sim các bạn nhé. Và sản phẩm là tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung con này Z7 Prime. Con này Samsung Z7 này. Nhưng con này là bản Hàn các bạn nhé. Máy hình thức còn 98% các bạn nhé. Con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 1.800.000 các bạn nhé. Thì hôm nay mình vừa mới lượm lại của khách ngày hôm nay xong. Con này là bản Hàn, con này là bản một sim các bạn nhé. Bản Hàn thì tất cả bản mà Hàn sẽ là một sim. Và những con nào là hai sim thì mình sẽ phải nâng lên. Nhưng mà với con Z7 Prime bản Hàn này thì mình sẽ không nâng được lên hai sim nhé. Mình sẽ dùng một sim và một thẻ nhớ nhé. Nói chung là sản phẩm Samsung Z7 Prime này pin rất là bền nhé. Hình thức con này rất là đẹp nhé. Mình sẽ tặng kèm cho bạn một cái ốp cũng hoa văn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Prime này nhé, thì các bạn nên cửa hàng mình là sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.800.000 nhé. Hình thức còn khá là đẹp các bạn nhé. Vân chân vân tay đầy đủ hết nhé. Vân chân vân tay đầy đủ hết nên các bạn dùng yên tâm nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Vivo i31. i31 thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá, hình thức con này máy. Con này thì mình đổi với một ông chú ở trong miền Nam xong nhé. Đấy. Con này thì đây, máy zin nhất nguyên bản. Đấy. Máy zin nguyên bản luôn nhé, pin đấy nhé. Và sản phẩm Vivo i31 này nhé, thì bên mình đang thanh lý với giá là 600.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Vivo i31 này nhé, các bạn đến cửa hàng mình là sớm nhất nhé. i31 thì con này thì chạy hai sim nhé, bên mình đang thanh lý với giá là 600.000 các bạn nhé. Đó, hình thức cũng khá là ok nhé. i31. Bạn nào thích sản phẩm Vivo i31 này nhé, các bạn đến cửa hàng mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung chiếc iPhone 6s Plus. iPhone 6s Plus thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách con này xong. Và sản phẩm iPhone 6s Plus này, con này là bản Mỹ 16GB nhá. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 3.800.000 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6s Plus đấy nhá, các bạn nên tay hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, hôm nay mình vừa về con này xong. Đây, máy logo hình thức mình thâu lại của khách, hình thức còn phải đến 97% các bạn nhé. Được cái là máy zin nguyên bản nên các bạn cứ yên tâm, bên mình đã mua bán mình rất kiểm tra rất là kỹ nhé. Nên các bạn mua bán thì cứ yên tâm phải lo nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6s Plus đấy nhá, các bạn nên cửa hàng mình là sớm nhất nhá. Và sản phẩm cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A5 2017. Thì con này thì mình là bản Hàn nhé. Con này là máy màu hồng nhé, bản Hàn nhé. Thì con này mình đã lên sim sẵn hai sim cho các bạn nhé.
Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017, bản Hàn thì các bạn nên đặt hàng cho mình là sớm nhất nhá. Và cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhá. Đây, máy hình thức rất là đẹp các bạn nhá. Và con Samsung A5 2017 này thì bên mình đang đi với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017 này nhá, các bạn nên đặt hàng mình là sớm nhất nhá. Máy màu hồng, ví dụ các bạn nào vào nhà các bạn có bà xã hay là người yêu, các bạn có thể mua tặng người yêu, rất là tuyệt vời các bạn nhá. Với mức giá bây giờ nó rất là rẻ nhá, chỉ với giá hơn 2 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu ngay sản phẩm Samsung A5 2017 này các bạn. Dùng rất là thích, máy rất là đẹp nha. Các bạn nào thích thì các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video mọi người thân. Biết đâu mọi người thân lại thích sản phẩm cũ nào bên mình ấy, thì các bạn có thể là mua ủng hộ mình. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc các bạn đang một buổi tối đang xem video của mình ấy, có một buổi tối là ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhé. Và xin chào tất cả các bạn nhé.